Kính chào cô chú anh chị nha. Dạ, hôm nay Khánh Hoàng có lên đây thăm cô Tư buổi chiều á, ngày 8 tháng 3 đó. Cô Tư đang đi rửa gì với xong. Với lại cô Hiệp ở Sài Gòn có gửi cho Khánh là 500 ngàn. Có khi nào mà lên đây á, thì mua đồ ăn cho cô Tư. Hôm nay Khánh Hoàng có mua cà phê với trái cây đồ cho cô Tư ăn. Với bánh canh. Chào cô Tư nha. Ngồi để chơi nha. Dạ, Tư. Ơi, đợi đầu dưới mắt không? Dạ. Thành Khánh Hoàng chúc cô chú anh chị buổi chiều thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Đồ ăn cũng còn ha. Canh chua hết chưa? Đi làm gì nữa đây? Đi chùa nồi ha. Chùa nồi rồi lên. Mắm ruột đó đâu cô Tư? Mắm ruột này mới mua hả? Mắm ruột này hả? Cái đấy gì? Rồi bữa nay di chuyển qua đây nữa rồi. Tối lên thì thấy đồ thì để bên đây. Sáng di chuyển qua đây. Phơi cái chiếu nữa. Này nè nha, ta ăn trộm đó nha. Cắt miếng một đó nha. Còn có miếng một nè nha. Rồi cắt đi. Nha. Dạ dạ. Mình cắt đi để chừa nồi. Cắt này nè, ăn chùi. Má thì nó ăn cắp cái nữa nó hết chùa nồi luôn, không còn miếng trước nè chùa nồi. Dạ dạ. Cô Tư bây giờ mình ăn đi ha. Ăn trái cây hay là uống phơi đi, uống phơi. Cà phê đi. Cô Tư uống miếng cà phê đi. Ăn cơm rồi thì ngồi nữa ha. Rồi nó tốt nè. Đó. Chùi nè, chùi quá sạch luôn, chùi đẹp quá. Canh. Cái nồng nó quá trời luôn rồi. Ăn rồi ha, cái đổ chén cơm này vô cái đó nó ăn nữa. Vậy đó ha. Rồi canh chua là ăn hết rồi đó ha. Trơn rồi đó, cái ô canh chua có thấy rồi đó. Dạ. Bữa hôm mày quay mày thấy có phải không? Cái vô phải không? Dạ. Mà hết trơn không bộ miếng. Ok. Trời ơi. Đổ nước vô nè. Đó. Không rảnh nổi. Không bao giờ có tư rảnh. Trời ơi, tao hỏi mày như vậy nè nha. Sao? Tâm hết cái chua trời. Gì? Tao nói mày bỏ cá vô này nè, luôn nước trong túi nè. Con đâu có bỏ. Có bỏ đâu. Thì bỏ cái gì? Bà nội cháu cũng không biết đường nói luôn. Cái lúc mà cô Tư múc nước á, con cá nó vô rồi đâu rồi? Vớt rồi chưa? Hết nguyên lưu luôn. Bỏ nguyên lưu luôn. Bỏ nguyên lưu rồi múc lại cái khác thôi. Đúng rồi, múc cái khác nè. Vỡ chết cho con coi nè. Khổ ghê. Vỡ cho da con coi đó. Giờ thấy không? Nước ngày hôm qua có màng phải không? Dạ đúng rồi. Bữa nay không có màng phải không? Đổ nguyên cái lưu ha. Chưa, đổ nguyên lưu hết trơn. Chắc cho còn nhiều đó. Mày không hết chưa? Con cá làm sầu cái lưu. Con cá làm sầu cái lưu đó mày biết cá làm tầm quá hả nha. Ừ. Thôi đi ăn nha, ăn nha. Múc miếng cà phê đi. Múc miếng cà phê đó hả? Ừ. Cà phê từ sáng giờ. Cô Tư rất là thích uống cà phê. Cà phê đen. Cà phê đá. Cà phê đen và cà phê đá. Mấy bà đừng quay. Mấy bà hỏi. Thích không? Thích không? Thật. Còn chuyện này ta nói cho mày nghe luôn nha. Bỏ trong thùng hút rác luôn. Dạ. Không có dòi luôn. Vậy là chủ nhà ta thương cô Tư đó ha. Người ta để sẵn cho cô Tư đoạn đứa đó, nó cũng như nhỏ này nè. Như dạ. Vậy đó. Vậy đó người ta để như vậy đó. Giờ mày làm sao? Dạ. Có đi cầu không? Bữa hổ mua nguyên một hộp gà lên một cái thánh thần nó đem vào mình sân tao ngủ luôn. Dạ. Sao ngủ luôn cho dễ. Cho nó dễ đi cầu. Dạ. Đụng má đẩy 20 mấy ngày, gần 30 ngày. Sao chứ thầy? Tức quá mà. Tức trào máu ra ngoài. À. Vậy là con nói rõ lại nè. Là người ta biết mình đi ngang cái đường đó và mình ưa la lụm mấy cái đó nên nó hả là rồi. Mấy cô ăn còn dư để lại. Là đó là đồ ngon đó. Hả? Để ngay chăn chỗ đó cho mình đặng mà giống như mình cho, giống như người ta cho, người ta sợ ngại, người ta nói sao ăn không hết mình cho vậy đó. Nên ta mới để trước nhà vậy đó là biết là cô Tư sẽ lại lấy. Như cô Tâm cô Tư á có lấy về mình bảo quản mình hâm nó thường xuyên á. Cho nó ngon. Cho nó ngon. Dạ dạ. Một hôm trước mua rồi một cái đánh thần ơi mà trời nó mua đi đầu hồi đánh thần ơi anh cô ăn rồi một cái tôi đi cầu trong nhà đi muốn thiếu điều muốn. Muốn ướt trong nhà luôn. Rồi dạ. Vẽ đen sáng ra hốt một đống luôn. Dạ. Trời ơi đi cầu với con sữa vô một cái muốn la làng luôn. Dạ. Tại hay. Vì cô Tư cầu hết biết luôn. Khi ra ngoài sân ngủ luôn. Chạy luôn.
chạy luôn. Tào Tháo vượt 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 quá trời, vượt đi rồi chạy ra ngoài luôn. Dạ, bữa nay mới hiểu. Nhà chặt quá trời mà đi ra không kịp là rồi đó. Đi ra không kịp là rồi đó. Đi cầu rồi ra đó nó tụt quần luôn á. Mà đồ đụng vậy đó mà đi mấy bây giờ con có khi nào con nghe cô hứa cô đi cầu không mà. Vậy đó ha. Có bận quần này bao nhiêu ngày con biết không? Tại vì á người ta cũng cho mình đồ ngon không mà nhưng mà tại vì mình lấy quá nhiều. Đúng rồi. Dạ mình ăn không hết thành ra nó hơi thiêu chút xíu. Ừ, mình chế đường với muối rồi vô như của con nè, con đem lên nè, bột ngọt này kia nè. Dạ. Mấy người đó có cho đường bột ngọt không? Dạ. Mà tại vì á là cô Tư tiếc, cô Tư ăn biết là sẽ có đồ ăn nữa nhưng mà bỏ cái đó thì lại tiếc. Bỏ đó lại tiếc. Không chịu bỏ, nên nó mới vậy. Chứ thành ra người ta cũng cho mình đồ mới không mà. Chứ người ta đâu có cho đồ cũ đâu. Dạ, không đổ ra cái tô hả cô Tư? Khỏi. À, bây giờ là tiết kiệm nữa đó. Nước nữa. Ừ, ngon không? Tiết kiệm nước rồi đó. Ừ. Giờ ăn rồi cái bắt đầu. Còn nước cho mình đổ vô đây. Ừ. À. Ăn cơm đổ vô ăn nữa. Dạ dạ. Đó bánh canh thịt bằm đó. Với quyết đó. Chứ mua ba cái phanh heo đâu ăn được. Ăn phanh heo không cạp được. Đâu, cạp được. Nóng. Thơm quá ta. Bây giờ cô nói thẳng với con hang. Dạ. Cô mà cô lỡ mà có đi cầu đó hang. Dạ. Cô mua ca cà phê đá này thôi. Nín liền không? Nín liền, nín một tháng sao chưa đi cầu. Đứng gì? Cô mà lỡ cô chột bụng mà cô đi khoảng chừng nửa tháng hay là 20 ngày hay một tháng gì đó ha. Dạ. Mua ca cà phê gì đem lên đưa cho cô. Dạ. Còn không thôi tại không có cà phê đá, không có phê đen, phê đen còn đặc sản. Ngon hết biết luôn. Bánh canh đó là bánh canh của bà ba đó. Vậy, bánh mà. Canh chỗ dưới dọc cọ gì dưới qua cầu Nốt Nốt ngang xé xé siêu thị đó cô Tư. Biết rồi. Cô Tư biết chỗ đó không? Biết. Nổi tiếng cái bà xưa gánh gánh đó. Đúng rồi. Dạ. Mua chỗ đó đó. Ngon lắm. Bà đã nấu bánh canh làm xuất sắc luôn. Ngày xưa đó là gánh cái gánh bánh canh đó, tới giờ con cháu bán đó. Hai đứa con lên đây với cô Tư vui không? Vui. Cô mừng lắm, người nào lợi cô cũng mừng hết trơn á, bất kỳ người nào thằng quan phạm lợi là bực bội quá trời. Như là một khỉ mà dốc nó là như vậy không à, còn thằng Tiến thì không có vui chọc cô Tư cho cô Tư vui á. Nó lại nó dòi, nó nói dòi tửa luôn, con ben là ăn thì ngầu hết trên trời ơi, đứng ăn cơm nó dòi tửa không à. Ăn hết không cô Tư? Hết trơn. Hết, cô Tư ăn mạnh lắm. Ăn mạnh lắm. Đừng nói với con á. Là cô mận cái gì cũng vậy. Cô mận gì chút xíu hà là cô ăn ngon. Dạ. Có lao động cái nó mệt. Ừ. Mệt cái mình ăn cái nó ngon. Ngon, nó khỏe lắm. Xách nước vừa hổm đó, cô Tư xách mấy tiếng đồng hồ. Bởi con vậy? Ngồi con đợi mà con buồn ngủ luôn. Bởi vậy. Đó, bữa nay con lên đó, con thấy không? Ngày hôm qua, tại không cô không dám dở ra. Như nó bốc hơi á, nó hơi hai con cá đồng công cũng đâu, hai con cá nó trình thôi. Vậy đó hả? Trời ơi, sáng nay ông cố nội ơi, múc đổ cái tràn ra tới ngoài sân này luôn. Đổ sạch trơn cái luôn luôn, chắc đổ sạch trơn vô trong cái luôn. Rồi giờ múc lại. Múc đổ ra ngoài hết trơn, xuống sông cách nước đổ lại. Dạ. Chứ không có ai mà lại gần cái luôn, con cái thấy con đỉ mụ nội luôn. Bởi vậy thôi là mất tiếng rồi. Mất miếng là mất tiếng luôn. Đó. Con sợ nó đổ không cô Tư ơi. Không có làm sao không có đổ. Đó con cứ việc lên. Con mua cá hồng tông hay cái gì là cô kho cô ăn ngon. Dạ. Cá hồng tông đó mình ăn mình kho đâu có xương á cô Tư. Cá cơm ăn là bá cháy luôn. Cá cơm xương nào luôn. Cá cơm nhỏ hơn chút xíu đi. Có thể bán cá cơm. Cơm điện thoại. Bây giờ cô nói với con một câu cuối cùng nè ha. Sao? Cá thì mua cá, không có cá là con cứ việc mua mà dưa mắm không thôi thì dưa muối ha. Dạ. Nguyên keo đem lên đây. Dưa muối bữa ăn hết chưa? Dưa muối bữa hổm đâu. Dưa bọc dưa muối còn kìa. Còn ăn hết đi. Đúng rồi đó. 10 bọc cô cũng cảm ơn con. 10 bọc. 10 bọc cô cũng cảm ơn. Mà sao không có gan? Hoài. Không có gan mà ăn đồ giòn giòn hay gì trời. Ăn đồ giòn giòn hay lắm. Ăn đồ mắm như vậy đó là ăn hay lắm. Cái dưa mắm nó giòn giòn nha. Mà sao Tư ăn hay ta? Bởi vì nó ngon dữ lắm luôn. Dưa mắm người ta trộn sẵn ở ngoài. Dạ nó thơm. Ngon, thơm ngon lắm.
rồi gì nè ta, mắm chân đồ của tôi biết ăn không? Biết luôn, biết ăn hết nha. Khô đồ là ăn hết nha, ăn khô đồ cũng vậy luôn. Khô chứ đừng mắm thịt khô, không phải là mắm khô này, khô cá nha chỉ em. Dạ. Khô con cá ngồi nhỏ nhỏ hôm nào đấy, giống như nhà con kho mắm cho nhà con ăn luôn. Rồi múc lên cô Tư miếng luôn chứ. Chứ trên đây kho lu bu quá. Bởi vậy vậy là cảm ơn con nhiều dữ lắm luôn á. Dạ. Có mắm là con khoái chí nhất cái thảy luôn. Dạ. Cái gì là mắm là con chịu. Mắm kho không thôi, mắm cá linh không thôi, mắm gì cũng được hết trơn. Người miền Tây mình mà, người chính miền Tây mà. Mình là chứ cái đó là nhất sắc, xuất sắc nhất cái thảy luôn. Còn thịt là đựng biểu đem lên. Trời ơi, thịt nó mua gì là Phật, xá 1000 xá luôn. Bà cố nội không dám đi ăn nữa, ăn rồi đi cầu cũng chuẩn chuột quần luôn. Chuột quần không kịp luôn nữa. Cái đồ quỷ đó. Dạ con cũng ưa ăn mắm lắm. Gì nè ta, mắm guốc xào ba rọi. Ngon chưa? Quá trời ngon luôn. Chấm con cái là mắm nhuốc đó ha, là con xào đó ha, là con lên biết đấy, con làm sao ăn ngon không? Sao? Mắm nhuốc mà con xào đó ha, rồi con luộc rau mà rau luộc đó ha. Dạ. Là rồi có ăn ba nồi cơm luôn nữa. Bởi vì mấy đứa như này đó ha, con biết không? Nó đâu có phải mà bây giờ cô mới kể cho con nghe. Sao? Nó là tàn là kho mắm vuốt cái đem đổ vô keo á. Dạ đúng rồi. Thịt ba gọi mà nó xào mắm vuốt ha, đem. Dạ. Đổ vô nguyên một cái keo bự vậy đó. Dạ. Nguyên keo. Nó bầm xả, bầm ớt, bầm này, bầm kia nó để. Dạ. Vô rồi một đúng cái rồi. Nó xào thịt ba gọi rồi một nó cái thơm. Nó thơm bát ngát rồi đó con ơi. Giờ dao muống đó ha. Dạ. Nó thấy nguyên một loại dao muống mà tốt đó ha. Dạ. Đem về cô luộc. Cô luộc con chấm ăn, đâu có thịt như vậy. Chỉ là có người cho mình nguyên keo vậy. Ừ. Luôn. Thấy chưa, người ta biết. Người ta biết là người ta biết cô lượm. Tư là đi lượm giá chai. Không. Dạ. Có bao giờ ăn cắp ăn trộm của ai hết trơn. Không. Dạ. Có dục lạo nhà người ta hay là gì, hay dính sổ hay là nhà người ta, như là nghe chân trước cửa nhà người ta. Mình xin tiền hoài tiếng như thế, như con vậy nè. Con mua cái này á là con khỏi cho tiền. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Có mắm thì đem mắm, có gì đem nấy. Dạ. Bất kỳ cái gì là cô cảm ơn nhiều dữ lắm. Còn người nào mà không có mua đó, người ta mới gửi tiền ra cho. Dạ. Gửi tiền cho cô phải làm sao giờ? Để dành. Đồ ăn còn một đống rồi mình để dành đó. Để dành cất nhà. Để dành mình cất nhà, cất cửa thì mình có xài hay gì mà. Hay là khi. Dạ. Nào mình muốn mà ăn cái gì đó mình. Dạ. Đi mua mình ăn. Chứ đâu phải trời ơi cho mình đi nhiêu tiện. Chứ mình đi ra chợ hay đi quán cà phê hay đi chỗ này chỗ kia, mình lại quán mình ngồi mình ăn. Bắt đầu nhịp giò cái hạ bá cho luôn. Hạ bá cho luôn. Hạ bá chứ không định cho à. Chứ người ta ai cho. Má người ta cho đi ra ngoài quán mà đồ. Ừ. Đi ăn hủ tiếu ăn này ăn kia khỏi lâu cơ ngồi nhịp dọn như thế là bà chủ nhà hay là gì. Ừ. Trời ơi mà nhà có cho mình mà đi làm kiểu gì ai cho. Bởi vậy đúng mà cô Tư nói, cho là mình để dành. Đúng rồi đó. Mình chứ lại người ta thương mình người ta mới cho. Người ta mới cho mình mà mình để dành, mình để đó là mình hổ thân. Rồi chén cơm này cụ nữa. Cùng. Để bớt đi. Chiếu như sáu phần nữa. Mời nấu đổ vô. Con biết cô Tư ăn nhiều mà. Bởi vì bánh canh này nó no thấy mồ. Mua bánh canh. Quyết nó ngon cô Tư. Ừ. Quyết ngon. Quá ngon. Quyết dịch á. Ừ. Quyết dịch, quyết heo gì cũng vậy chứ mà nó luộc là ngon. Chứ đừng để cắt mà máu me không á, con biết không? Trời ơi. Ghê quá. Dòm thấy ớn muốn chết luôn, trời ơi, dòm thấy ghê, thấy mẹ. Nhiều người ta ăn cái gì nè ta? Cái điểm như đây là quyết lòng vịt á, con biết không? Dạ. Đó, rồi cái nó nặng chanh vô á. Đúng rồi, cái đó con tính nói cái đó là gì, tái tái nè, ăn cái gì chanh mà à. Tái chanh, quyết tái mà chanh, ăn sống vậy á. Tái chanh á, ăn sống vậy. Dạ. Nó gào muốn. Ừ. Chấm ăn. Trời con tính nói cái món đó đó, cái ghê quá. Ông cố hậu vô, nó môi là Phật, bụng má đem cho tao. Ủa, chứ thầy nữa. Quá à, cái này con Tư quá bức xúc rồi. Không phải vậy. Giờ thấy ghê, thấy mà nó ăn như vậy ăn hay thì. Mấy ông nhậu ăn á chứ. Ừ. Ai ăn. Mình mấy có ăn mấy người nhậu đó phá. Mấy cái thằng nhậu không biết không, mấy thằng nhậu, mấy thằng đàng hoàng nó đâu có ăn gì. Sao nói gì cũng nghe chứ. Dạ. Nó nhỏ nhỏ mà. Mấy thằng đàng hoàng nó không nó ăn vậy. Còn mấy người đàng hoàng đó
ăn như vậy thì mấy người không đàng hoàng mới ăn như vậy, mấy làng mấy người không đàng hoàng á ta mới ăn cái quýt sống á. Chê nó nhỏ nhỏ ha. Mấy người mà nhậu người ta nhậu đàng hoàng người ta không có chịu ăn, không có chịu ăn cái gớm cũng biết không. Nó lớn lên ta chữ chứ. Ta nói ăn làm như giàu có dữ, bà đặt chê này chê kia. Đó, cô tự biết trước chứ. Ở đây là như vậy sao? Nó nhỏ nhỏ không. Biết trước người ta nói làm sao hết trơn. Bởi vì mình làm cho đàng hoàng để cho người ta nói vậy. Nói gì mình làm sao mà nói chuyện được đây. Bởi vì cái gì mình cũng phải dè dặn chút vậy. Cuộc nè, tối ăn tiếp. Đâu có, cuộc lại uống cà phê. À, cuộc lại uống cà phê, chứ xuống chút chút đi. Cho nó uống cà một miếng cà phê, thèm cà phê quá trời thèm. Có sao bô á, con lựa 2-3 trái chín ăn liền đó, còn 2-3 trái ngày mai mốt nha. Ở trên xài của Khánh Hoàng bên Lâu Dung là con thằng dễ của thằng này. Trăng đòn. Can, chú Can. Ờ, quên đó. Khánh Hoàng đâu? Khánh Hoàng đây nè, Khánh Hoàng đang ngồi đấy. Tên Can hả? Dạ, chú Can, chú Can. Vậy chào, ai biết đâu. Tôi không nói trên Khánh Hoàng. Uống cà phê ăn miếng rồi mới gửi với không gian nữa. Bởi vì cái tô ha, cái tô nó sướng không, không nhưng mà mắt đi rửa. Còn cái này á thì nó lúc ăn thì nó hơi bị gián đoạn chút, mắt gửi với không ra, gửi với không vô. Từng làm ăn hết rồi đó. Thôi tôi làm món giò, bữa nào đi chở tôi làm món giò nữa. Cô ha, thôi ví dụ làm món giò chắc không có quá. Từ hồi nhỏ tới lớn không có bao giờ. Cắt tóc không? Không luôn. Không luôn hả? Cô tự cắt tóc nhà hay? Đâu có cắt tóc ở nhà đâu. Mọi con gái đâu biết không? Để tóc dài, dài tới lưng quần. Tới lưng quần luôn. Dọc chỗ bới lên. Đẹp biết à? À, bới lên. Rồi cột mà có cái cọng dây, cái chị dây. Cột tóc đó, cái quấn gọn cái đầu lên. Rồi cột một cái là tóc hồi đó nhiều lắm, vì xanh con xanh đồ nó vậy nằm lửa đó. Trừ cái bà già chồng nó, với bà già chồng với bà già ruột không biết. Biểu mình là hơ lửa đó với xong mà nước muối á thì nó vụn lần lần vụn với còn cụ lũ nó ít chịu. Chứ hồi đó là một búng tóc vậy đó. Trời ơi, ai cũng quay, ai cũng là bằng cà cướp, ai cũng sao. Cô Tư đang kể cô Tư hả? Cô Tư có chồng sao? Trời đất ơi, vậy đây giờ mà nó không có chồng hả? Sao thì bữa hổm cô Tư nói sao ta? Thì xưa có thương thầm ta hà? Đâu hả? Sao? Chứ, có chồng đàng hoàng. Có thầm luôn? Có con đã cứ đàng hoàng, có hai đứa con. Gì đó? Gì đó hả? Một đứa con gái, một thằng con trai. Dạ. Đứa con gái 5 tuổi, thằng con trai 4 tuổi. Đó, thằng con trai là mới thành ra đó, nuôi nó. Tới chừng mà nó bị đau ban khỉ. Dạ. Con gái cũng bị đau ban khỉ luôn. Dạ. Hai đứa ngủm cù nèo hết trơn. À. À, vậy hổm ngày con có biết đâu. Đó. Có kể đâu biết. Là như vậy đó. Chứ là con nói cô không có chồng thôi rồi, nam mô gì đà Phật, đâu phải ở lỡ thời. Cái người ở lỡ thời đó, con giờ cái đích là con biết liền. Vậy đó hả? À, còn người có chồng nó giờ cái đích cũng biết liền. Sao mấy người lỡ thời đích sao? Cái người lỡ thời đó ha, cái đích nó tròn vo mà. Còn người có chồng rồi đó ha, đích nó xề xàng dữ lắm luôn. Nó xệ lắm. Còn có người á, nó vú dài gian như vú chim mớp vào vú mướp như chim mớp vậy ha, vú mướp vậy đó. Còn có người vú đi còn vo ha, không biết chưa. Này cô Tư trả chuyện hài hước quá, trả chuyện dữ rồi đó, biết chưa. Cô Tư kể cho con biết. Hổng tưởng quá đâu vậy? Nghe nói gì cô Tư có hương thầm không à. Rồi cái thôi nín. Con đâu biết đâu, con tưởng cô Tư không có chồng. Con gửi biết đây. Chuyện nhỏ quá không nghe chứ á. Hết ý kiến nó luôn. Tôi nói như vậy mà nó không nghe. Nam mô Phật. Nam mô Di Đà Phật. Đây cô Tư niệm Phật. Cô Tư kể chuyện nãy có quay không? Hết rồi cô Tư. Ừ. What?
trời ăn mạnh luôn mà. Cô nói với con là như vậy, ừ, mà không ngập nổi phải không? Mấy cái này cô Tư ăn ngon hơn đó. Đúng rồi. Nước dễ ăn. Muốn mua cháo được không cô Tư? Được luôn, mua cháo mua gì cũng được hết trơn luôn. Ừ. Bánh xèo không? Cái gì? Bánh xèo. Bánh xèo còn hảo nữa. Gì hả? Vậy đó. Ừ. Hai cái ha. Cũng khọt cũng vậy nữa. Mấy cái? Gì? Năm cái. Trời đất ơi, tiền đâu mua dữ hả? Thì bỏ vậy. Tao mới nói năm cái ăn cũng hết nữa, đừng hai cái. Còn ba cái cô Tư hai cái cho tiền. Ừ, đúng vậy, cũng vậy. Trời ơi, nó mô Phật cũng đầu điện, đồ đồ tiền cô kìa. Tiền là mô Phật liền. Mô Phật á. Thở đời nay nó không cho tiền mình, nó biểu mình đưa tiền nó. Thôi nó mô Phật. Mô Phật. Như vậy là tao đặt mày bằng thằng khùng. Khùng 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 khùng. Tiền tao để cất nhà. Tiền tao để cất nhà, biết chưa? Con xèo cho cô Tư ăn. Bởi vậy. Mẹ thì mua đổi món. Ừ. Mà tại vì có bữa Tư biết sao đi quay á. Đúng rồi. Nó dở là giờ tùm lum hết trơn. Ở có bữa lên thăm dắt sáng lên, chiều lên nữa không? Có bữa chiều mới lên. Ừ. Có bữa lên dắt sáng không, dắt chiều không lên. Đây nè, cô nói cho con nghe nè ha, bánh xèo mà con biết ở đâu ngon nhất cái thể không? Ở đâu cô ta? Long Xuyên. Long Xuyên, bánh xèo Long Xuyên á. Bánh xèo Long Xuyên. À, đoạn bá ký luôn đó, rồi ăn trên ăn rau mãi đồ đó, ăn rau một dĩa rau đó mà nước mắm đem về rồi một cái đó ăn, con ngồi ăn hơi một chục cái, một chục cái bánh xèo. Mà bánh xèo đó cô nói trước bây giờ không biết bao nhiêu, chứ hồi đó mà cô đi thuốc đó ha. Đi đâu đi thuốc á? Thuốc hay gô, thuốc z, thuốc này thuốc kia rồi hay gô với z á. Trời, tướng cô Tư mà đi thuốc dữ lắm nhiều đó. Bây giờ ốm á, nó mô gì đà Phật, có 100 cây hà. 100 cây là nhiều lắm rồi. Trời ơi, người ta hai, đi nhiêu, chứ người ta đi hai đứa bay là quá trời, làm to luôn rồi. Chứ người khác ta đi nhiêu? Đâu tụi bay đón người ta đi bao nhiêu? 200. Cái gì? 200 hả? Okay. Không dám luôn. Nhiều dữ hả? Người mình... có khi nào á, mà cô nói con tin hay là không? Tin. Tin phải không? Dạ. 2000 cây thuốc. Hai ngàn cây thuốc là tao đi xe đồ đó. Tao bó trong mình. Tao để trong cặp. Tao leo lên xe nằm. Không thôi xe này xe kia đó, nó nhét chữ băng đó. Thì đúng rồi. Đó. Còn trên người của mình kìa được 100 cây. Ở trên người của mình đó ha. Mấy đứa mà bó thuốc mà khéo đó ha. Dạ. Là con biết bao nhiêu cây không? Okay. 500 cây. Dữ gì đó hả? Ờ. Đi vậy nè. Nó đi cà trên cà sàn, nó bó cái giò nè ha, cái giò mà ốm ốm như cô vậy đó ha. 100. Vậy đó ha. Bên này 100. Hai cái tay. Hai cái tay 100. Cái lưng 100. Nó dấn sạch trơn cái mình của nó y gian như thể là con heo. Con heo mà đúng ký. Trời ơi, làm đi cột leo lên xe ngồi cái là mặc áo khoác vô đó, hồi đó nó chưa có da chạm đó. Rồi cái là bắt đầu nó không biết không cái tới mà cái chừng mà nó tham là vô rồi một cái đó ha, ghe tâm bản đó. Dạ. Cũng biết từ ghe tâm bản chở thuốc không? Không. Không nghe hả? Không. Trời ơi, nó không phải nói chứ nó. Nói không phải nói chứ cô nói thiệt với con ha. Dạ. Nó bắt ghè đó ha. Ghè. Là B4 Cần Thơ ở dưới này đó ha, là quen nha ha, nó bắt một ghè đó ha. Dạ. Trời ơi, nó không phải nói chứ. Nó đem nó đổ không dựng muốn tới trên cái núi này nè, hết trơn cái vòng xanh quanh tròn tròn như gì nè ha, nó rút lá không nên đổ nguyên một thuốc luôn. Giờ còn có khi nào mà con thấy mà thuốc mà mấy người mấy thằng mà hút chích thì ke ma tí không biết không? Cái gói thuốc của gian như thế là bột vậy đó. À, đúng rồi, ừ, cái đó là hai quý. Cái đó đó, hai vụ in đó, cái đó đó, cái loại đó đó ha. Trời ơi, nó mua gì là Phật. Trời ơi, nó chơi gì thấy ghê quá, mua Phật thiệt. Nhớ để thấy ấn lòng luôn, trời ơi, nó sao không? Thấy nó luôn nữa. Nó bắt thuốc như vậy đó, mình đi ngang chỗ mấy cái chạm đó. Ta thấy mình bó 100 cây với 100 mấy cây, nó đổ nguyên một đống ngay chân chỗ giữa lộ hay ngoài đồng ngoài bán, nó đổ một cái thôi, cha ơi, tử hình luôn. Tử hình luôn.
hết vốn luôn, không còn một nguyên, không còn đồng bạc vốn luôn, tham quá trời tham luôn. Thì sao bắt thì hết vốn. Trời ơi, mấy ngàn cây thuốc, gần hàng ngàn, hàng vạn cây thuốc luôn, quá trời luôn. Biết bao nhiêu rồi, con nói biết một lần đi bao nhiêu đó ha. Cỡ gần 50 cây vàng. Ăn đi, ăn đi. Cũng biết không, trời ơi, thấy ghê lắm luôn. Đấy rồi, thì chơi dao thì có ngài đứt tay, nói sao. Ngon không cô Tư? Ngon. Quá sao ngon. Ngò quá, không có đổ chén cơm vô được. Rồi thôi đi. Ừ. Ăn cái đó. Cơm để mời hấp lại. Để mời đổ vô hấp lại ăn. Cơm mình không sao. Ừ. Cái nồi cơm đâu cô Tư, con hồi nói giờ lên ít thấy quá ta. Cô Tư nấu đó, cái nồi đó. Cái nồi nấu rồi dở da hồi nãy đó. Dạ. Nồi nhôm đó. Đó, nồi đà để đẳng đó, con biết không, đổ nước hồi nãy đó. Cô Tư vậy là hồi ăn xong cái chiều chiều của mình dọn mấy đống đồ này qua được để kia ha. Ăn dọn chỗ ngủ. Để bên này nè, chải cái chiếu ra đó, hai cái chiếu đó đó, bắt đầu chải ra. Giặt cái chiếu luôn hay gì vậy? Ừ. Chải dưới này nè, đem phơi đó, cái mùa sương á, con biết không. Bữa nào cũng chải ra, chải đệm, chải này, chải kia đó. Có tấm cao su không? Mình lót dưới đất á, cho cái hơi đất nó hạn. Không, khỏi cần tấm cao su. Có tấm cao su dày đặn á. Ừ. Đó, mình không lấy mấy cái nắp cục mớp á, mình chơi giống vậy đó. Mình ăn cho nó sạch sẽ. Cái nắp cục mớp rồi để cũng được, với cái mâm nó để cũng được. Mà à, có một cái sợ nó đổ trên đó thì mất công lao. Cái gì mình để cô Tư mua cho cô Tư đó, cô Tư xài đi có 10.000 cây ừ. nha. Ừ. Từ mấy cái đó mình xài giấy nó được rồi. Ừ. Công nhận một bánh canh bữa nay ngon quá. Ngon không? Ngon ăn. Ngon tí. Ngon quá trời ngon rồi. Thấy không? Hết trơn rồi, thấy chưa? Thấy không? Con thấy chưa? Thấy rõ ràng chưa? Ừ, mới ăn cơm gò rất thì, thấy con biết không? Bởi vì nãy con kêu cô Tư để chút nó ăn. Ừ. Bởi vì chút xíu nó ăn mới được. Bao gì ạ? Ừ. Mà cái lòng để cho được không? Hả? Ôi, ơi, không được, không được, để chải. Còn để đó giùm cô đi, dừng nào cô bán nó, vậy cô kêu người ta lượm, con biết không? Rồi này bán thì phải dọn luôn, con biết chưa chứ không có bao. Đi vô trong nhà kiếm mấy cái bao ra để vô mà. Ở trong nhà không có bao. Không có cái bao nào hết trơn á, để đó đó, ai mua để biểu người ta dọn. Mà không có bán bây giờ, chừng nào cất nhà mới bán. Gì nhiều lắm, chỗ đâu để. Để hết trơn à, không có làm sao, để nó tuông tuông lắm. Mình bán bớt đi. Bán làm chi con? Bán đâu rồi. Đây nè, bây giờ con cá với cô biết bao nhiêu không? Con cá bán hết trơn cái đó là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền hả? Ờ, đâu con nói thử coi bao nhiêu. 2 triệu gì? Cái gì? 2 triệu. Nam mô Di Đà Phật. Xác nhận nhiêu ký? Nam mô Di Đà Phật. Nói nhiêu ký? 8.000 ký. Lên giá lắm rồi đó. Cái gì 8.000 hả? 3.000. Lên giá rồi. Lên giá lắm rồi đó. Lon bia đó hen, với chai mũ này nó dồn lại một cái đó 5.000 ký. 5.000 ký dồn xà bần đó là 5.000 một ký lô. Thì bán được rồi. Mà 5.000 nó con biết bao nhiêu cái một cái bọc bao nhiêu không, một cái bao bự tráng vố như cái bao đó đó. Có 5.000 à mới được 1 ký đó. Thì theo như vậy đó là con dồn cái đó là bao nhiêu? Đâu con nói dồn thử coi mấy bao. 500.000. 500.000 ha. 500.000. Không được 100.000 luôn nữa. Dạ. Không có giá. Ừ, nó không có giá. Tại vì hôm trước đó, mẹ mày uống thao như vậy mà thao còn tốt như vậy mà còn nguyên tô nguyên chi cái mà lỡ mình đứt dưới đít á. Mới mua 8.000. Còn mũ chai độn xạ thì ngầu này nó dồn vô là có người mua 4.000, có người mua 3.000, có người mua 5.000, 5.000 thì ít lắm, 3.000 thì nhiều. Thì bởi vậy cô mới nói với con không à. Không có ép giá mà tại hãng nó mua như vậy. Nó mua như vậy thì con biết gì nó làm gì không? Nó bán cho mấy người mình ta nấu thao á.
nó cắt nhà nhỏ nhỏ không biết không, nó nấu lại nó gỗ cái thao nó ngắt nhà lụng dụng làm cái thao quay gian vậy sao mà nó thao bể đó vậy đó. Đổ thông mới nè, nó bán cho mình, nó còn biết không, mấy cái chai mấy cái này nè, mấy đồng bi á. Dạ. Có người á, nó cắt dưới đít á, cũng biết không, nó cắt dưới đít á, cái nó làm để vô trong cái đàn, đàn này, đàn kia, cái nó dán kiến, dán đồ, nó làm như thể là cái kiển, cái đồ á. Làm cho nó đẹp như vậy đó, nó bán cho mấy người mà người ta bán, người ta tết nhất, đồ người ta treo mấy cây mai, cây này, cây kia đó, không biết không. Có ký mập hết chưa cô Tư? Hết trơn rồi, chừa giống cơm này đem lên đây đi, thôi về luôn cô Tư ơi. Ờ, về đi con, cảm ơn con nha, cảm ơn hai người nha, cảm ơn hai vợ chồng luôn nha, tối quá rồi, bữa nào hai vợ chồng cũng lên tối hết trơn, bây giờ dẹp bạn đem mùng mền qua, đem mùng mền qua. Mình thấy không? Trời chụp xuống rồi bắt đầu cái trạng rồi đó. Trong hồi nữa tối hùn cái đường mà ấy bây giờ.